Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ngô Dụng Vlog. Mọi người ơi, hôm nay là chủ nhật ngày cuối tuần á, mình đi câu cá nha mọi người. Hôm nay mình câu 3 cây, 3 cần. 3 cần để đây 1 2 3. Và mình câu mồi cám lăng xê mọi người. Mồi cám lăng xê. Hôm nay mình chủ ý là mình kiếm con cá lớn lớn đó, đó là chủ ý của mình thôi, còn được hay không đó là chuyện hên xui mọi người. Bây giờ mình xuống cây cần nha mọi người, cần nhỏ xuống trước đây đi. Hôm nay mình câu mồi cám lăng xê và mình có mua thêm một bịch dế để sơ cua nữa. Hiện tại đang câu lăng xê, trước đây còn cái bịch dế thì tính sao. Rồi cây thứ hai mọi người, mồi cám lăng xê là một cục như vậy nè. Hôm nay hy vọng lắm á. Rồi cây thứ ba nha mọi người, cây thứ ba. Mồi cám lăng xê này thì mình đỡ phải vất vả thay mồi, 15-20 phút mình mới thay một lần, không như là mồi dế. Mồi dế thì nó ăn liên tục hết mồi, mình gắn mồi liên tục. Mồi cám lăng xê thì 15-20 phút thì mình mới kiểm tra nó. Hôm nay chủ ý của mình là kiếm cá lớn nha mọi người, còn có không có là hên xui nha. Và mình xin giới thiệu lại là ở đây là bến Bạch Đằng Sài Gòn nha mọi người. Các bạn ở vùng xa, vùng sâu thì hãy tới đây câu một lần để tìm cái cảm giác nó mới lạ đó mọi người. Có một số bạn hỏi mình câu ở đây, câu ban đêm được không? Câu được nha mọi người. Và hỏi là gửi xe ở đâu? Gửi xe ở đây, hướng tay mình chỉ qua đây. Cách băng qua đường. Tại là bảo tàng của Tôn Đức Thắng có hầm xe đó mọi người. Gửi ở đó, chỗ mình đứng ở đây thì qua bên đó thì 30 mét nha mọi người, băng qua đường là tới 30 mét, bãi giữ xe dưới hầm, rộng rãi, thoáng mát, an ninh lịch sự. Mời tất cả các bạn ở xa hãy tới Sài Gòn câu cá một chuyến cùng với Ngô Dụng nha. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi coi hôm nay mình săn được cá gì nha. Mình thấy có cá lớn nó ăn móng dưới sông đó, hy vọng lắm rồi đó. Cái chỗ mình thả cần đó, bây giờ con cá nó lớn, nó nổi cái bọt bong bóng lớn lên vậy nè. Mình thấy hy vọng lắm rồi đó. Còn chuyện được không được là hên xui nha mọi người. Hôm nay là nước rất là trong xanh luôn đó. Bây giờ mình vô chỗ mát mình ngồi, mình chờ đợi nha mọi người. Mình ở trong này mình thấy cá nó ăn mồi đó mọi người. Nó lôi cái cần nhẹ nhẹ nè, nè nè nè. Cây này nè mọi người. Nó ăn mồi đó. Không biết chín đâu, nghe nặng nặng tay. Hy vọng quá. Mình nghĩ là cá chép.
chưa xác định được có cá không có cá nữa, nó lôi nặng nặng chắc có cá rồi đó, hy vọng có đi. Rồi không có mọi người ơi, vướng rồi, vướng bông ni lao, bông ni lông rồi mọi người. Bông ni lao mọi người, bông ni lông mọi người ơi. Chờ đợi nãy giờ nhưng mà thấy nó ăn mồi mừng quá. Tưởng đâu là có hàng rồi nhưng mà chưa có. Để mình sửa cái mồi lại chút xíu. Câu tiếp, tiếp tục. Miễn có cá ăn mồi là được rồi mọi người. Bây giờ chưa dính thì chút xíu dính. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Cái này mình dở lên kiểm tra luôn, cái mồi bữa nay làm là coi như là vừa ý rồi mọi người, nó lâu tan nó mềm dẻo mà nó lâu tan mồi. Rồi cái này nó ăn hết mồi mọi người ơi. Rồi, còn cái lăng xê này là trước khi mình lấy lên mình làm cho nó sạch cái mồi ở trong cái lò xo luôn mọi người. Vũ vũ vậy đó. Rồi, một cái hết mồi. Hôm nay mình cũng không có đem mồi nhiều. Câu cái nào thì mình là tổng cộng có 11 cục mồi lăng xê mình làm sẵn ở nhà luôn mọi người. Mình làm sẵn ở nhà luôn, ra tới đây chỉ việc là móc vô là chiến thôi, không phải ngồi bóp lâu lắm. Bởi vì cần thủ mà ra tới đây là nôn lắm, thời gian ngồi mà bóp mồi rồi trộn mồi rồi cảm thấy rất là lâu nha mọi người. Anh em đi săn đi câu cá là rất là hiểu cái cảm giác này, cho nên mình ở nhà mình cũng làm sẵn sẵn sàng nè. Như vậy ra đây chỉ việc là gắn vô tay thôi, không phải đổ cám ra trộn. Còn cái một số anh em chia sẻ là phải lấy cái nước cái chỗ mình câu á, để trộn cái mồi này. Còn cái này mình lấy nước ở nhà mình á, mình trộn sẵn ở nhà luôn, ra đây mình câu luôn. Đó thì rồi anh em tiếp tục theo dõi nha, mình thay cái mồi này. Ném ra xa tí xíu nữa, cái vị trí mình ném rất là gọi là vừa ý đó. Mình chuẩn bị đầy đủ hết. Cần câu, dụng cụ câu rồi mồi rồi vị trí câu mình ném vừa ý hết rồi. Bây giờ chỉ có chờ đợi thôi, còn mà bắt được cá hay không là chuyện hên xui. Chứ mình đã chuẩn bị coi như là trọn vẹn hết rồi nha mọi người.
nãy giờ 15 phút rồi đó mà cục ngồi vẫn còn mới chóc cái lớp ngoài thôi, khoảng còn 90% lúc đầu á mọi người. Mà hôm nay là hiệu quả lắm. Để mình vừa ý rồi đó, còn phần còn lại là tùy duyên hên xui thôi. Tiếp tục theo dõi mọi người, tiếp tục nha, hào hứng quá, nắng quá mọi người, mấy cơn mưa đầu mùa. Bây giờ mùa hè có nắng là nắng ở Sài Gòn tốt lắm, mưa cũng tốt nha mọi người, không có tới nỗi mà gắt gao dữ lắm đâu, Sài Gòn tốt lắm. Tiếp tục nha mọi người. Rồi mọi người ơi, báo cá báo hàng, nói thiệt đó, không nói giỡn đâu, nãy giờ chưa dính câu, chưa dính nhưng mà có hàng mọi người. Mình vớt được 2 con cá rô ở trong bờ á, và 1 con ếch mọi người. Nước bây giờ đang đầy lên, con ếch nó ở trong cái hốc đá nó nhảy ra, mình lấy tay mình bắt luôn. Còn 2 con cá rô này thì 2 con này là cá rô đồng nha mọi người, nó không có lớn mấy, nó không có lớn bằng cá rô đầu vuông ở ngoài chợ đâu, nhưng mà nó cá rô đồng như vậy là lớn rồi. Nó cũng bơi chậm chậm ở trong bờ đó. Mình dùng cái vợt mình vớt. Rồi báo cá luôn rồi mọi người, câu chưa có nhưng mà báo. Có cây này nó trùng dây nè mọi người ơi, để mình kiểm tra coi, hy vọng coi có không. Báo cá nha, cây này trùng dây, hy vọng quá, không biết rác trôi hay là cá gì đây, trùng nhiều quá, giật đại luôn. Nghe nặng nặng tay mà chưa có cảm giác là cá lôi. Rồi giống cá quá vậy ta, chưa xác định được nữa. Ôi cá mọi người ơi, cá chép đỏ, cái chép hồng dính rồi mà cũng gần gần sức rồi, lên luôn, hên xui mọi người. Đây lên luôn nha, hên xui rớt bỏ. Ô lên cá chép mọi người ơi, cá chép hồng con đầu tiên mở hàng, đã quá, sướng quá, lăn xê ăn cám lăn xê. Mình nhìn thấy nó cũng dính hơi sâu sâu, mình kéo lên luôn khỏi dùng vợt. Có kết quả tốt đẹp mọi người, một con nha, nhỏ hơn cái bàn tay mình chút, không lớn mấy, nhưng mà có hàng là vui rồi mọi người. Cái chép đẹp quá. Cái cám này là mình câu nó hiệu quả mọi người, đó, dãy đi. Mình câu hiệu quả của một thầy giáo trường nghề dạy bên thẩm mỹ cắt tóc á, là cũng là cần thủ nhiều kinh nghiệm đó, chia sẻ cho mình cái bài cám này. Và mình câu mình thấy là hiệu quả, cá chép hiệu quả. Rồi cảm ơn thầy Hoàng Anh nha, đã chia sẻ cho Ngô Dụng bài mồi cá chép này, thấy có hiệu quả, câu 2-3 lần là hiệu quả, lần nào cũng có cá hết. Dính con này mừng lắm. Ở Sài Gòn mà câu được con cá mà nó đẹp như vậy là vui lắm mọi người, vui mừng. Rồi báo cá có hàng luôn, mọi người tiếp tục nha, tiếp tục theo dõi mình nha, mừng lắm. Rồi mình tháo vô cũng hên quá mọi người, vừa đi báo cá báo ếch rồi bây giờ dính luôn cá chép, thấy nó trùng dây rồi, hy vọng lắm rồi, dính luôn cá chép. Cái vỏ bỏ vô rồi mình đem đi rộng vô cái vỏ lớn nha mọi người, để cho nó khỏe, nó tung tăng. Đây mình có cái vỏ lớn nữa mọi người.
rồi mình đem vô trong bóng mát mình rậm luôn. Cho nó miếng nước để mình trong khi chờ mình thay cái lăn xê mới đó mọi người. Đây là mình chịu chịu chăm sóc nó. Rồi cho nó miếng nước trước đi. Rồi mình treo tạm đây đi. Mình cũng tranh thủ mình thay cái mồi lăn xê mới. Mình vũ cho sạch luôn. Rồi sạch rồi. Vui quá mọi người ơi, dính con cá chép mở hàng nha. Ủa mà tính vậy là mở hàng sao mọi người ha, mình bắt được một con ếch rồi rồi dùng vợt vớt được vớt được hai con cá rô, rồi bây giờ câu được con cá chép. Rồi cho nó là mở hàng của mình đi câu mọi người, con cá chép đó mở hàng đó mọi người. Vậy đây còn mấy con kia là phụ ta hên ta. Mình tiếp tục xuống mồi lại mọi người, hy vọng nha. Dính được con này vui quá. Rồi mình ném cái chỗ đó vừa ý đó. Hy vọng là kiếm được cái gì lạ lạ nha mọi người. Đi câu thì ai cũng muốn gọi là muốn đủ thứ hết á. Muốn cá lớn, cá khủng, cá to gì đó mà hên xui nha. Mình cũng muốn lắm. Bây giờ chờ đợi. Rồi đem vô mát rộng nha mọi người. Tiếp tục theo dõi nha. Tiếp tục nha. Nước đang lên đầy sông á, nước đang dâng cao lên đó mọi người. Nên có một số rác nó trôi dạt vô đây. Và cây này nó bị trùng dây, mình kiểm tra coi nó vướng rác thì có rồi đó. Không biết có cá hay không nữa. Mình kiểm tra, rác thì mình thấy rồi đó. Rồi vướng rác mọi người ơi. Vướng một số lục bình nhỏ lẻ nè. Những cộng lục bình nó trôi lên đên ở đây, ở dưới gầm á, bây giờ nước lớn nó trôi ra mọi người. Theo như mình để ý những chuyến đi câu cá lần trước thì cái thời điểm mà nước lên như vậy nè, thường là xuất hiện những con cá lớn ăn mồi đó. Rất là hy vọng bây giờ mình thay mồi mới, mình để xuống lại. Hy vọng nha mọi người. Mình để ý mấy lần trước mình đi câu mình có để ý. Cái mồi lăn xê này mình câu xong rồi mình không có gắn nữa cho nên nó còn dính ở trong cái ruột đó. Mình đập cho nó sạch luôn nha mọi người. Để mọi người nói sao mà đập cái gì vậy? Mình đập cho sạch về rồi mình để đây phơi khô luôn. Cái lưỡi lăn xê phải phơi khô, dây bảo quản. Rồi mình xuống mồi thay cục mồi mới. Bây giờ nước lên là hy vọng nữa. Rồi hiện tại thì móc tính luôn cục này thì trong vỏ mình hiện tại chỉ còn có 5 cục lăn xê có mồi sẵn như vậy thôi, còn 5 cục và một bịch dế nãy giờ mình chưa sử dụng đâu.
Rồi hai cây cây kia nãy giờ nó im im mà nó cũng có vướng một số lục bình rác rồi. Kệ nó đi, chút xíu nữa mình kiểm tra mình thay mồi mới luôn. Bây giờ tiếp tục chờ đợi. Hiện tại là dính được một con cá chép, mình câu được con cá chép đó mọi người. Và vớt được hai con cá rô, bắt được một con ếch. Rồi tổng số thành quả tới giờ phút này nó bao nhiêu đó mình báo cáo luôn, báo cá, báo hàng luôn mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Rồi mình gắn cục này nữa là trong vỏ mình chỉ còn ba cục thôi, ba cục ngồi lăn xê giống vậy thôi. Cây này nhúc nhích trùng dây nè, không biết cái gì đây. Những rác gì rồi. Kệ nó đi. Rồi cái này. Rồi mình vừa thay mồi hai cây đó. Rồi kiểm tra cây này. Cây này cục mồi còn nguyên. Mình chuyển hướng ra đây đi. Không cần xa lắm đâu. Nước đầy lên rồi nó cũng... cá nó cũng vô bờ rồi. Rồi ba cây mình vừa thay mồi mới xong hết rồi mọi người. Bây giờ là hy vọng nha, chờ đợi nha. Mồi màng ba cây chuẩn bị 1, 2, 3 xong hết rồi đó, mới rồi đó. Bây giờ vô chỗ mát ngồi mọi người. Mồi lăn xê không còn nhiều, bây giờ mình đổi qua mình câu cái thẻo, đổi qua mình câu mồi dế nha mọi người. Chỉ còn ba cục mồi lăn xê ở đây thôi, cho nên mình để chậm lại chút xíu, trời mát mẻ mình xử lý ba cục đó. Bây giờ thì mình mình có mua mồi dế rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái mồi dế. Mồi dế mình sử dụng một cái lưỡi đơn thôi, mình móc một cái lưỡi lớn á, mình móc đầy dế luôn, đầy nhất có thể luôn, để mình kiếm con cá lớn luôn. Đó là dự tính thôi nha mọi người, mình vô móc dế luôn, móc đầy cái lưỡi luôn á. Cái cây này nó nhịp nhịp đọt nữa nè, dướng lục bình mọi người. Rồi cho đi mấy cái rác nó lục bình nó trôi lơ lửng ở đây, nó dướng vô hoài.
ăn, nó ăn lôi cây cần câu xuống xuống dưới sông luôn rồi mọi người ơi. Lôi cây cần câu mình nhắn xong rồi. Chết rồi, giờ sao đây? Dính mọi người ơi, dính rồi. Lôi ngã cần câu luôn. Chạy, đang chạy mạnh mọi người. Dính rồi, đã quá. Đang chạy mọi người ơi. Không biết cá gì. Chạy tới góc này luôn nè. Chạy đây luôn nè mọi người. Đó, cho chạy đi. Dính rồi. Lôi ngã cần luôn mọi người. Để nhóm nhóm cái chép. Chép mọi người. Cái chép nó đang lôi. Để mình coi dính sâu hay dính cạn. Đã quá mọi người, chép mập ú ở trong quay à. Bây giờ mình ngay giờ phút này là quyết định lấy vợt hay không lấy vợt. Không lấy vợt mọi người. Lên luôn, phải dính phải rớt. Đây, nổi trên mặt nước nè mọi người. Đã quá, đó. Tròn quay mập ú. Bây giờ mình quyết định luôn mọi người. Lên luôn, phải thì rớt. Không sao hết. Có cá ăn mồi là được. Lên luôn nha. Dùng hết kỹ năng, kỹ nghệ giờ phút này nè. Dồn vô đây nè. Lên, lên, chép vô. Lên rồi. Dính cái đuôi nữa, mừng quá. Rồi, dính dày là luôn rồi. Đẹp không mọi người? Đẹp quá luôn. Dính con này đã quá. Nó kéo ngã cần luôn. Sướng thiệt. Vô mọi người, vô, có hàng, báo cá. Vô ơi, xích ra. Đừng giỡn, đừng giỡn. Ngon mọi người ơi. Mình ngồi ở trong bóng mát là thấy nó kéo một cái đồng cái ngã, mình tưởng nó mất cái cần câu luôn rồi đó. Tưởng đâu văng xong. Dính rồi, con này đẹp quá. Chép nha mọi người. Đã quá. Báo ca. Vui quá. Cái bàn tay mình nè, đó. Đã chưa? Bàn mồi chép mập ú luôn. Rồi. Cảm ơn thầy giáo Hoàng Anh nha, đã chia sẻ bài mồi chép rất là nhạy. Con thứ hai nha mọi người, con thứ hai. Bây giờ mình đem vô, mình tháo đem vô bỏ vô vỏ đi, rồi ra mình báo cá tiếp. Dính mình được quyền báo cá nha mọi người, vui quá. Một con mình đem vô, đem vô mình ra báo cá mọi người. Mọi người ơi, đem ra khoe hàng báo cá. Tới giờ này được hai con chép, ba con rô, một con ếch. Sướng quá mọi người, đã quá. Hai con chép rất đẹp. Một con bằng bàn tay mình, còn con nhỏ hơn chút. Ê, cầm. Đây mọi người, hai con chép. Ơi, đừng dậy. Báo cá hả mọi người, đã quá. Hai con. Ở đây một con ếch to nữa, ếch bự nữa, báo luôn. Mình khoái báo thành quả. Đây một con ếch bự, ba con cá rô đồng. Cá rô đồng cũng bự mọi người. Báo luôn. Cá rô đồng xanh lét à, cỡ dày là bự rồi mọi người. Ba bốn ngón tay là bự rồi. Nó không phải như cá rô đầu vuông nuôi đâu.
nó như vậy là lớn rồi, cái rô mài rồi mọi người, ba con nha. Rồi kết quả hiện tại tỷ số tới bây giờ, ủa lộn, thành quả bây giờ là ba con rô, một con ếch và hai con kép. Quá đã, quá sướng mọi người. Báo cá nha, tiếp tục theo dõi nha mọi người, vui quá. Cái kép nó ăn đã thiệt, nó lôi cái ngã văng cái cần luôn á. Đây mọi người, gần không biết thấy không, mình để gần luôn là hai con chép, ba con rô và một con ếch. Đây hai con chép đã ghê, vui quá mọi người, tiếp tục theo dõi nha. Cái cây cần nhỏ nó giật giật ăn mồi nãy giờ nữa mọi người, cây nhỏ này mọi người. Rồi nó trùng dây luôn nè, nó trùng dây rồi mọi người, dính rồi mọi người, dính rồi. Chép nữa, cái chép nữa mọi người ơi, chép nữa nè mọi người thấy không, dính rồi, một con chép nữa nha. Chép rõ cho nó bơi đi, bơi chút đi, bơi đã đi rồi mình coi lên được không, mình lên luôn. Rồi lên rồi, nó ngậm cái lưỡi sâu lắm. Rồi lên luôn mọi người, không biết mọi người thấy dưới nước không, nó quậy quá trời nè. Rồi lên, hay quá, lên nha, một con nữa mọi người, chép, đã quá. Cái gần nhỏ này nè, đây còn cây nữa, săn tiếp nha mọi người. Chiều bây giờ dịu mát rồi, báo cá luôn nha, lên hàng nữa là được ba con chép rồi đó, ba con cá rô, một con ếch, đã quá mọi người, dính rồi, chắc cú rồi, cũng ngang ngửa cái bàn tay mình, dày hơn bàn tay mình nha mọi người. Mình đem vô đây, em vô gỡ đây, ba con rồi mọi người ơi, đã quá. Hôm nay là có hàng rồi đó. Đây mọi người, không biết thấy rõ không, mình để gần luôn nè, đó, dính nó nè, mình để gần quá cái góc này mình không có coi được. Thôi mình vô, bước vô, đã quá mọi người ơi, ba con chép. Đây đưa mình đưa gần màn hình luôn đó, đã quá, ba con cũng cỡ vậy không mọi người, bằng cái bàn tay mình đó, đã lắm. Tiếp tục nha mọi người, mình còn hai cục lăng xê nữa, rồi một bịch dế nữa, tiếp tục nha mọi người, đem gỡ đây. Đây chỗ này sơ sẩy là té xong luôn nè, cái góc này nó nhặt quá đó, ba con chép rồi mọi người, đã quá. Thôi mình gỡ bỏ vô nha, tiếp tục nha. Đây để mình quay cái góc đường đi mình đi ra nè, nó nhỏ lắm, nó chật hẹp lắm mọi người. Đây mình đi ra đường này nè, rồi ra cái bãi câu ngoài kia, ở đây nè mọi người, chật hẹp lắm đó. Bây giờ mình còn một cục mồi lăng xê nữa, cục mồi cám lăng xê nữa, mình thay vô mình đánh tiếp tục nha mọi người, đánh hết lăng xê rồi tính tới mồi con dế. Rồi một cục lăng xê thứ 11, bữa nay mình chuẩn bị 11 cái mồi thôi, còn một bịch dế tính sao. Trời cũng dịu mát rồi đó,
dịu mát rồi thì mình lấy cái máy ra ngoài đây luôn nha mọi người, chờ luôn nha, mình lấy luôn á. Đây mình lấy cái máy rồi mình đem ra ngoài luôn, cận cảnh luôn, trời dịu mát đỡ rồi. Bữa nay tới giờ này đã được ba con chép, ba con rô và một con ếch. Hiện tại thì cục mồi lăn xê mới gắn. Đây mình vừa cầm vừa quay luôn. Đây mình câu ở đây nha mọi người, cảnh thành phố nè, đó bên này đó. Mọi người hỏi gửi xe ở đâu, gửi xe khu quân đội nhân dân Việt Nam, cái tòa nhà màu cam đó mọi người, kế bên đó, kế cái tòa nhà màu cam là có cái bảo tàng của ông Tôn Đức Thắng đang xây dựng gần xong rồi, có cái hầm xe ở tầng hầm á, xe ô tô xe máy gì cũng gửi được hết nha mọi người. Đó ngay trước màn hình đó, bãi giữ xe đó cách có 30 mét thôi, băng qua đường là tới. Còn ở chỗ này là chỗ nào thì đây đây ông Trần Hưng Đạo, ông đang đứng ở đây để mình di chuyển ra. Chỗ này hơi chật hẹp cho nên di chuyển nó khó khăn nha mọi người. Đây trước màn hình là cái tượng đài màu cam cam đó, có ghi chữ là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó. Đó Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó mọi người, giữa màn hình đó Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Đức Thánh đang đứng ở trên cái trụ tượng đài đó, có ghi chữ đó, bị khuất mấy cái cây xanh nó che lại nha mọi người. Ở đây là nhà cao tầng cao cấp đủ thứ nè, đó quay là chỉ có tới ông trời thôi chứ chưa hết nhà đâu, tại vì mình đứng gần quá, đứng cách có 20-30 mét thôi quay không hết ngọn luôn á. Đó bao nhiêu tầng mình học điếm không nổi đâu, một ô là một tầng lầu đó. Rồi trở về cái cần câu cá của mình ở đây, mình tại vì mình để luôn, mình không có tắt máy nên nó quơ quơ rung rung, mọi người thông cảm nha. Rồi mình xuống mồi mọi người. Đây còn một mồi này là hết rồi, với một cây đang ngâm. Mình xuống luôn nha mọi người, hy vọng kiếm cái gì lạ lạ. Mọi người quần quá lố nên nó đụng vào vách tường quán cà phê rất dội lại, không sao hết, hy vọng thì chờ đợi nha mọi người, không biết điều gì xảy ra đâu. Tiếp tục mọi người, tiếp tục nha. Lúc này có một anh khách du lịch ở xa tới, ảnh muốn mượn chỗ này để chụp hình cùng gia đình vợ con của ảnh. Ảnh có chia sẻ ảnh là một người thích câu cá, thích sông nước và ảnh cũng là một cần thủ, cho nên mình nhường chỗ lại cho ảnh cùng gia đình chụp hình lưu niệm nha mọi người. Buổi câu cá của Ngô Dụng tới đây xin tạm dừng. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.